Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Lễ khai mạc và trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024 đã diễn ra tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024 khuyến khích các nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị nội dung và nghệ thuật, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế. Các tác phẩm tham dự cuộc thi là những tác phẩm tâm huyết, là thành quả sáng tạo nghệ thuật của các tác giả trong 2 năm qua, phản ánh những cảm xúc của người nghệ sĩ trước hiện thực cuộc sống. Sau hơn 3 tháng phát động, có 9.500 tác phẩm gửi về dự thi của 1.373 tác giả trên 63 tỉnh thành. Hội đồng nghệ thuật đã chọn được 250 tác phẩm tiêu biểu trưng bày triển lãm. 33 tác phẩm xuất sắc được trao giải, gồm 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 15 giải khuyến khích. Một tác phẩm được trao giải tác phẩm xuất sắc về Huế.